Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ với một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy tên là Võ Ngân Anh. Hãy cùng cô ấy chia sẻ về ngày hôm nay của cô ấy nhé. Chào Ngân Anh. Cửa lò biển xanh và nắng vàng rực rỡ đã đón câu lạc bộ du học NAC của trường Đại học Ngoại thương đến đây. Và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với một người cũng vô cùng đặc biệt ở trong câu lạc bộ. Hãy cùng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới phó chủ tịch đời thứ 11 của câu lạc bộ du học NAC nha. Đó là Kiều Anh ngồi đằng kia. Xin chào Kiều Anh, bạn có cảm nhận gì về ngày hôm bạn có chia sẻ gì về ngày hôm nay của mình không ạ? Bạn cảm thấy ngày hôm nay của mình như thế nào? Từ slow motion ấy phải không, để Kiều Anh trả lời xong đã rồi mới slow motion. Kiều Anh đứng lên. Là máu lên. Tôi phải trả lời xong là Là xin mời Kiều Anh. Hôm nay là một ngày đẹp nhưng mà bạn vẫn chọn sai ngày. Sinh nhật buồn. Nãy anh chị phát biểu nào? Các bạn cùng vỗ tay nào. Hay quá. Nhẹ hoa nhàn nhau. Thôi. Ai sẽ lo bao giờ thế? Có trả lời đi, có trả lời đi. Có trả lời rồi. Gần cái trả lời nào, sớm hơn được. Biểu cảm đi. Anh ve biểu cảm. Anh Phương. Đây, slow motion. Nào tiếp tục Kiều Anh. Thôi rồi kết thúc nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng hát một bài hát để chúc mừng sinh nhật Kiều Anh nhá. Mọi người ơi. Anh ơi. Nào ai lấy cái nào? Anh. Chụp cái bàn này lấy cả cạnh biển cho anh ạ. Hai là you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mừng sinh nhật Kiều Anh. Sinh nhật Kiều Anh.